sẽ đến với chương trình của chúng ta là một người đàn ông mà chỉ cần nhìn thôi là rất là nhiều người cảm thấy bé nhỏ trước anh ý rồi. Chào đón Phan Thắng đến với chương trình ạ. Vui khi được gặp lại anh ạ. Phan Thắng khi ở trên phim côn đồ bậc trợn hay là kiểu công tử tay chơi. Và Phan Thắng khi ở ngoài đời, Thắng không có cái khả năng dẫn dắt phụ nữ bằng câu chuyện đâu. Chàng trai này sẽ mang đến màu sắc thú vị nào? Một người đàn ông biết lắng nghe nó sẽ có cái vị trí như thế nào trong lòng chị em? Mời quý vị cùng đón xem chương trình Ai Đến Hôm Nay được phát sóng vào lúc 18:30 thứ 6 ngày 30 tháng 12 năm 2022 trên kênh Style TV.